Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, Khôi xin gửi đến cả nhà mình tập 13 của bộ truyện Nghề nuôi gái, tác giả Trường Lê. Xin mời cả nhà cùng lắng nghe. Buôn chuyện với ông nhà nghỉ được tầm 10 phút thì cái Quỳnh gọi điện. Nó hỏi: "Anh đi đâu mà để nhà cửa mở thế? Em mua đồ ăn về cho anh đây." Tôi bảo tôi đang bên nhà nghỉ nói chuyện, chuẩn bị về. Nó giục như có chuyện gì khẩn cấp lắm. "Về đi." Tôi chạy vội về nhà xem có cái gì mà nó gọi kinh thế. Bước vào nhà thì thấy nó đang bày biện bánh tráng, chả thịt, nem rán, rau sống, nước chấm ra bàn. Tôi hơi bất ngờ, liền hỏi: "Đi đêm về mà mua cả đồ ăn cơ à? Mà đi cái gì về đấy?" Quỳnh gật đầu: "Dân, 9 giờ sáng ông Trung Quốc chở em về, đi qua chỗ bán bánh tráng nóng, em bảo ghé vào, em mua về cho anh đỡ phải nấu." Lúc đó cũng gần 10 giờ rồi, cũng đang đói nên tôi ngồi xuống ăn luôn. Vừa ăn, cái Quỳnh vừa kể: "Tối qua nhé, ông đấy chở em lên phố chơi, đi ăn chè xong ăn đêm, xong mới đi khách sạn. Sáng dậy ông ấy còn cho em 700 nghìn, xong chở em về. Đi với ông đấy ngại cực, vì nói chẳng hiểu gì. Cứ chỉ cái nào em gật đầu là ông ấy mua cái đấy. Mà hiền lắm anh ạ." Tôi thì vừa nhai, vừa ra vẻ: "Tất nhiên, khách quen anh mày lưu số thì nó phải khác chứ. Bảo sao mua đồ ăn về, đã... À, mà có khi thằng Trung Quốc trả tiền cơ." Nó biểu môi: "Thôi đi, em mua em trả tiền đấy. Ông ấy đòi trả, nhưng em trả trước rồi. Mà anh sang nhà nghỉ làm gì thế? Hôm qua có phòng nào bên đấy đâu. Hay là anh đi đêm với nhân viên già khác mới về chứ gì?" Tôi chửi nó: "Mẹ con điên này. Tao đi đêm mà nhà lại mở cửa. Tao sang hóng chuyện tối qua, đứa nhân viên nhà trên kia bị khách nó nện cho không kịp mặc quần áo, bưng cả lờ mà chạy. Mà thằng kia cũng cởi truồng phóng xe đi theo, hại vái cả lờ." Nó chăm chú nghe tôi kể tiếp, thấy tôi cứ nhai mà không nói gì, nó hỏi: "Ngáo hả anh? Thế sau sao nữa?" Tôi nói: "Ừ, mấy thằng đập đá chim có bi nên con kia không chịu thấu, cãi nhau ầm lên chứ sao. Lúc đó tao về rồi, mà ăn đi, hỏi lắm. Thích tao xin số thằng đấy cho mày đi, nó có 5 viên bi đấy, tha hộ sướng." Nó chối đây đẩy, tỏ vẻ không thích: "Anh điên à? Loại đấy cho thêm tiền em cũng không đi. Một viên em nhìn đã sợ rồi, nói gì 5 viên. Mà anh ơi, chiều nay chị em cái hoa xuống đấy. Nãy thấy số bà Quyết gọi cho em, nghe thì giọng cái hoa." Tôi ngẩng lên nghe, nó nói tiếp: "Cái hoa bị mất điện thoại rồi." Tôi hỏi: "Sao mà mất? Mất ở đâu? Về nhà mà cũng bị lấy cắp á?" Quỳnh kể tiếp: "Không phải mất ở nhà, hai chị em nó đi xe từ sớm rồi. Sáng sớm lúc xe dừng trả khách, con Hoa say xe, điện thoại thì đưa mẹ Tuyết nghe nhạc. Thế nào mà lúc tỉnh dậy hỏi điện thoại đâu thì còn mỗi cái tai nghe. Cái Hoa say xe ngủ không nói, bà kia cầm điện thoại nghe nhạc để nghe đúng quần cũng ngủ từ bao giờ. Chắc thằng nào đi qua nó rút mất." Tôi nghe thấy nó cứ như chuyện hài. Con Tuyết Vâu nó mà ngủ thì quên mẹ nó đi. Ngủ há mồm há miệng, ngủ gọi không hay mà lay không dậy. Thế bảo sao không mất? Mà trên xe lúc đi lên đi xuống nhốn nháo, biết ai lấy mà lần. Có khi có người nhìn thấy cũng không dám nói. Thế thì mất cũng không có gì là lạ. Cái Quỳnh nói tiếp: "Cái Hoa nãy bảo em có khi xuống đây vay thêm tiền anh để mua điện thoại mới." Cái Hoa cũng còn gửi tôi một ít. Nó hay xem phim, giờ mất điện thoại chắc khó chịu lắm. Tôi nói với Quỳnh: "Ừ, mua thì mua, chờ nó xuống xem nó mua điện thoại gì. Cái iPhone 6 kia cũng mới mua được mấy tháng. Nếu mua máy cũ, anh có thằng bạn bán điện thoại, mua cũ chắc cũng tầm 6 triệu là cùng." Ăn xong túc tắc cũng có khách ra khách vào. Đầu giờ chiều, Hoa với Tuyết xuống đến nơi. Hai chị em nó tự bắt taxi về quán. Cái Hoa vào nhà, mặt sưng mày xỉa. Nó vẫn vừa đi vừa mắng con Tuyết bằng tiếng dân tộc.
cũng phải thôi. Tự nhiên mất điện thoại, giờ có mua cũng phải bỏ ra vài triệu là ít. Công sức đi làm cũng tận mặt, chứ sung sướng gì đâu. Thay hai chị em nó cãi nhau, tôi cũng không tham gia, chỉ nói mang đồ vào sắp xếp đi, rồi chịu ăn gì anh nấu. Hai đứa gật đầu, rồi xách vali vào phòng. Về nhà có mấy hôm mà nhìn bọn nó sạm đen, trông tả tơi rơi rụng. Cũng phải thôi, về còn phải phụ bố mẹ làm việc, chứ có phải như dưới này, ăn có người nấu, quần áo có máy giặt. Nhất là nhìn mẹ Quyết, mẹ ấy bỏ cái khẩu trang ra là chim bay cá chạy. Lúc sau cả nhà ra ngoài ngồi, tôi vẫn tò mò về chuyện ma quỷ. Tôi hỏi, Tùng Sơn, hôm nọ thấy bảo mày bị ma nhập phải không? Nó hỏi lại tôi, ơ, sao biết? Tôi nói, thì cái Hoa nó gọi video về cho cái Quỳnh nên tao nhìn thấy. Thế là mặt nó hầm hầm nhìn cái Hoa rồi sổ tiếng dân tộc. Là chửi chứ gì nữa. Cái Hoa cũng không vừa cãi lại. Mẹ sư nó, nhà có bốn người mà cứ xì xà xì xồ, nghe chẳng hiểu cái con mẹ gì. Tôi mới quát, nói tiếng Kinh đi, mà không cãi nhau nữa, không kể thì thôi. Thế là thằng Quyết im bạc. Cái Hoa đưa tay ra nói, em bảo nó dưới này anh không tin ma nhập nên em mới gọi cho anh xem. Mà anh nhìn này, nó cắn tay em chảy máu, giờ vẫn còn nốt đây này. Nhìn cổ tay Hoa, công nhận còn nguyên vết răng tím bầm, đóng vảy. Nhìn sang con Vêu, thay quả bồ cào kia nó kẹp, thì bảo sao mà không đau, không đau thì hơi phí. Nhìn con Vêu, tôi thấy sợ thật sự luôn. Để nó trong nhà, có ngày nó lên cơn, nó cắn cho cái, chăng mất mẹ miếng thịt. Thế nên tôi cũng không hỏi thêm chuyện ma nhập quỷ ám gì nữa. Bên ngoài có ba khách đi xe máy vào, toàn mấy ông tầm 40. Vào cái các ông gãy ngón tay, ra hiệu gọi tôi ra. Bọn nhân viên nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Tôi đi ra hỏi, có vấn đề gì vậy các đại ca? Các đại ca không vào nhà mà gãy gãy gì thế? Ông cầm lái trịnh thượng, nhà có đủ ba người không? Bao tiện thế? Tôi chỉ vào ba đứa ngồi trong, nói, đủ chứ đại ca, giá thì là xxk, em bao tiền phòng. Ba đại ca đi luôn thì em bảo các em ấy dẫn sang lấy phòng. Bố ấy chê đát, nói thế đéo nào, bọn này đi ở đây suốt toàn xxk mà còn được chọn thoải mái nhé. Một thằng ra mở cửa ngó ngó vào trong, chăng nhìn thấy Quỳnh ngon đòn nên quay ra bảo bạn, xxk nó trả tiền phòng cũng được, đi luôn đi chứ giờ tìm đâu nữa. Tưởng bạn khuyên như thế, thằng già đầu tiên cũng xui xui. Ai dè, nó lại vẫy tay ra chỗ khuất, hỏi, thế bây giờ bọn tao đi ba người, nhưng chỉ hai người đi thôi, tao ngồi xem được không? Nghe thấy nó bẩn bựa, hơn nữa lại phát ra từ mồm một lão già hơn 40 tuổi. Tôi hất con mẹ nó bàn tay lão đặt trên vai tôi xuống, rồi nói, ông anh già rồi mà biến thái thế. Mỗi người một phòng, mỗi người một em, đi được thì đi. Ai lại bạn chơi á, ông ngồi xem. Chưa để tôi nói dứt câu, lão tiếp, thì tao trả tiền gấp đôi. Cũng thế, tao ngồi xem thôi. Hai thằng già kia thì đứng cười hí hí như ngựa. Tôi hãy mẹ người lão ra, rồi đi về trước cửa mà nói, gấp 10 cũng biến, mấy thằng già bệnh, còn đứng lèo dèo á, đừng trách. Thằng già ngó vào nhà lúc nãy, vội nói, thì đi một em một phòng cũng được, không cho ông kia xem là được chứ gì. Tôi quay lại quát, mấy ông biến mẹ đi, nói ít thôi. Ba thằng già lên xe cút hẳn, đi vào nhà, tôi chửi thề, điệt mẹ mấy thằng già khấm thật đấy. Cây Quỳnh mới hỏi, sao đấy hả anh? Tôi trả lời, khách nói một người đi, một người ngồi xem. Hoa há hốc mồm, ơ, mấy thằng già bệnh thật đấy, ai đi kiểu đấy được? Cây Quỳnh ngập ngừng, em cũng chưa đi cái kiểu đấy bao giờ, nhưng khách biến thái thì em gặp rồi. Tôi tò mò hỏi, biến thái như nào hả em? Nó ngại không muốn kể, nhưng thấy ai cũng hóng, tôi nói thêm, kể đi, để sau gặp mấy thể loại đấy, về nói anh bên chết cụ nó. Mãi nó mới bắt đầu nói, hồi em mới đi làm, thì em theo bạn đi Hà Nội, cũng biết là đi làm cái nghề này rồi. Đợt đó em mới làm, nên nhìn trẻ con lắm. Bà chủ chở em đi đến gặp một ông phải già hơn bố em. Hồi đó em còn ngố, ai bảo gì cũng làm. Vào phòng ông ấy bảo em cởi quần áo từ từ thôi,
không để em cởi hết. Đang kể, chăng nó thấy ngại nên dừng lại đột ngột. Nhà thì toàn thánh hóng. Mẹ nó, cá thèn Quỳnh cũng ngồi hết mồm lên nghe chuyện. Ai cũng dục. Nó lại tiếp. Xong ông ấy bảo em vào nhà vệ sinh. Mà em thì không buồn đái. Ông ấy bảo em ngồi lên trên bệ rồi đi tiểu cho ông ấy xem. Đúng lắm thể loại khách mà chỉ trong phòng mới biết được. Không nghe nhân viên kể, đố ai đoán được. Quỳnh mặt hơi đỏ. Lúc đầu em không chịu, ông ấy mới rút ví ra 500 nghìn, bảo làm đi, tí ông ấy cho. Mà đợt đó em cũng ngu thật, thấy tiền là em cũng chịu luôn, vì nghĩ coi như đi tiểu bình thường. Thế là em cố ngồi trên đó tầm mấy phút cũng tiểu được. Ông ấy thì cứ ngồi bên dưới nhìn, xong ông ấy cũng cho em 500 thật. Nhưng ông ấy đi cũng nhanh lắm, chẳng hiểu sao lại thích xem cái đó làm gì. Nó kể xong, thấy ba mẹ ngồi hóng, nó mới quát. Hết rồi, bây giờ khách nào mà yêu cầu quá đáng là em bỏ về luôn á. Tôi với Hoa nghe xong không nói gì, mỗi thèn Quyết là cười ăn ạt. Thấy không ai cười, nó vội ngậm mồm không cười nữa. Cái Quỳnh thì đỏ hết cả mặt mũi, tôi đánh trống lảng. Mà Hoa, em định mua điện thoại mới hay cũ? Mà mày dùng đen trắng đi, đỡ phải xem phim. Chủ đề được chuyển một cách nhanh chóng. Hoa trả lời. Em cũng mua cũ thôi. Ăn cơm xong anh chở em đi nhé. Nếu thiếu, anh cho em vay được không? Tôi nhìn nó trêu. Vay trả lãi thì được. Mà đùa thôi, tiền em còn gửi đủ mua mấy cũ. Dùng tạm, bao giờ có tiền đổi bảy màu cho máu. Nó cười cười, rồi nói. Bố mẹ em sửa nhà xong, vẫn thiếu tiền kia kìa. Em còn nhiều cái phải lo lắm. Thằng Quyết ngồi nãy giờ, phán câu xanh rờn. Anh nấu cơm sớm đi, em đói lắm rồi. Tối em còn có khách quen. Về mấy hôm mà nó cứ gọi hỏi suốt. Tôi đứng lên chuẩn bị đồ nấu cơm. Quỳnh chắc thấy mình dại dột sau khi kể ra câu chuyện xấu hổ đó. Nhưng giờ nó kể mà tôi thấy mấy lão già hay có những sở thích quái đản. Sau những mái tóc hoa râm, điểm màu sương muối đó, là thú tính nằm sâu, không ai đoán được. Nghĩ đến cái cảnh chúng nó đi làm, phải thực hiện theo những yêu cầu bệnh hoạn của khách để lấy đồng tiền, thật đáng xót xa. Những đồng tiền đôi khi cầm trong tay, nhưng đầy tủ nhục, không phải ai cũng biết. Nhưng vì tiền mà phải đánh đổi, chúng nó cũng phải chấp nhận, có khi bắt buộc phải chấp nhận, vì đằng sau còn nhiều sự đe dọa đến từ nhiều phía. Quán xá làm ăn không được, càng ngày càng khó khăn. Bà chị tôi mới tính đường cho nhân viên đi làm ở những khu vực xa hơn. Cái quan trọng là bà ấy không nói trước với tôi. Có khả năng bà ấy sợ tôi lại ngăn cản, hoặc dạo gần đây nhiều việc, bà ấy làm tôi cũng tỏ thái độ không vừa lòng. Nói đâu xa, việc bà ấy bao che, thiên vị cho cái Hà, trong khi nó chỉ mới vừa quay lại. Còn những đứa gắn bó như cái Hoa từ khi quán bị đập đến bây giờ, bà ấy lại không coi ra gì. Bà ấy đâu biết rằng, hiện tại quán còn có nhân viên làm đều là nhờ cái Hoa dẫn bạn rồi dẫn chị xuống. Tất cả chỉ vì một lý do, bọn nó xấu hơn cái Hà. Để rồi bà ấy phải nhận quả đắng khi cái Hà mới làm được tầm tuần đã lòi ra cái thai 3 tháng và bà ấy phải là người đưa đi giải quyết. Sau vụ đó cũng bị tôi nói kháy mấy câu. Có lẽ vì thế mà bà ấy hiện tại đang ghét tôi. Tính tôi thì thích công bằng sòng phẳng. Chẳng cần biết nhân viên xinh hay xấu. Nếu được, tôi vẫn cố cân bằng số vé cho tụi nó. Không có chuyện đứa thì đi hàng chục vé, đứa thì mới đi một hai vé. Tôi nghĩ lý do bà ấy bây giờ hay gọi điện cho nhân viên điều chúng nó đi làm là vì như này. Hôm đó, cái Hà cũng đã xuống sau thời gian xin về nghỉ và bị rong máu tươi. Mới phá thai xong, nghỉ mấy hôm, đi làm toàn mấy vé thì nó chẳng thế. Bảo nghỉ không nghỉ, vẫn cố tham. Đến lúc bị chảy máu thì mới hoảng hồn. Biết tin nó mới xuống, bà ấy gọi điện cho khách xịn đi mấy vé giá cao luôn. Đến tầm tối, cái Hà đã được 8 vé, mà toàn vé 1-2 triệu. Trong khi đó, cái Quỳnh mới được 3, chị em cái Hoa Tuyết thì chưa mở hàng. Đang ngồi thì có khách vào, tôi đi ra mời mọc, cũng dẫn được hai ông vào bên trong. Nhìn ở đấy có 4 em, thì Hà với Quỳnh xinh nhất, hai ông chọn hai đứa,
nhìn sang cái Hoa hơi buồn buồn vì từ sáng đã đi được vé nào đâu, tôi mới nói với khách. Em cao nhất xinh nhất hôm nay đến tháng anh ạ. Còn hai em này anh chọn một em nhé. Đoạn tôi chỉ vào Hoa với Tuyết, khách nghe thấy đèn đỏ là thuộc mẹ cả nó rồi. Mấy ông hay đi đá phèo, kỳ nhất gặp gái đến tháng. Chẳng biên đen thật không, nhưng dù dính một tí, các ông ấy về quán cũng mang vốn. Nào là... Mất tiện đi chơi, gặp ngay con đến tháng. Địch mẹ đi giải đen lại còn đen hơn thế này. Đó là trường hợp của Tuyết Vêu đợt trước. Ham khách, nên dù chưa sạch, vẫn dạch ra mà phang. Để rồi bị khách phát hiện, về quán nói cho không ra gì. Con Hà nghe thấy thế, định mở mồm. Tôi lừa cho một cái, nó nín hẳn ngồi xuống. Khách cũng tặc lưỡi ra chừng tiếc, nhìn ngon đòn thế kia mà không được đi. Nhưng đèn đỏ thì chả phải dừng lại. Nhìn Hoa với Tuyết, khách chỉ luôn cái Hoa. Mẹ Tuyết thì ngoài khách quen với gu mạng ra, thì ma nó còn hãi. Thế là Hoa được đi thay cái Hà. Khách đi xong, cái Hà mới nói. Em có bị đến tháng đâu, sao anh lại nói thế? Tôi trả lời. Tao biết, nhưng mày đi được 8 vé rồi, mà nhiều vé cao nữa. Bọn nó đứa chưa mở hàng, đứa được 2-3 vé. Phải để chị em đi làm cùng với chứ. Quán khác tao không biết, nhưng ở đây tao toàn làm thế. Nó hậm hực không dám cãi. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin với ai thì không biết. Chỉ biết tầm nửa tiếng sau, bà chị gọi điện hỏi tôi xếp khách kiểu gì. Tôi biết là do con kia ton hót rồi. Tôi nói luôn. Xếp kiểu gì là kiểu gì hả chị? Em vẫn làm đúng như từ trước đến giờ. Bà ấy gắt. Sao khách vào nhà chọn cái Hà, cậu lại bảo đèn đỏ? Khách nó đi mất thì sao? Tôi trả lời. Em làm việc thì em có cách nói của em. Con kia nó đi từ sáng đến giờ gần chục vé rồi. Bọn kia đã được mở hàng đâu. Nếu để thế, chúng nó nhìn vào sao được? Còn không có nó thì khách phải đi đứa khác. Cái Hoa nó cũng có phải xấu đâu. Bà chị nói tiếp. Nhưng như thế cái Hà nó lại không vui. Nó bảo cậu ghét nó, không cho nó đi làm. Giờ nhà có đứa xinh nhất thì phải giữ nó chứ. Nghe câu đấy, tôi thấy chán hẳn. Tôi nói bằng giọng hơi gắt. Thế thì chỉ còn nước đổ nó lên đầu mà gọi mẹ. Xinh hay xấu từ trước đến giờ ở đây vẫn phải biết nhường nhịn, chia sẻ với nhau. Kể cả nó không đồng ý thì cũng phải hiểu ở cùng một nhà ích kỷ thế sống sao được. Bọn kia nó còn chưa mở hàng thì nó cũng phải biết chứ. Ngày trước nhà mình thiếu gì đứa xinh đâu, nhưng chẳng đứa nào dám thái độ với em như này cả. Còn đừng để em tát cho lật mặt, địch mẹ nó nữa. Bà ấy biết tính tôi cũng điên nên vội dịu giọng. Thì chị nói với cậu như thế, nãy nó cũng nhắn với chị bảo đừng nói với cậu. Giờ cậu đánh nó thì khác gì đánh vào mặt chị. Tôi vâng dạ rồi tắt máy. Tôi đi ra phòng khách mặt sầm vào. Con Hà nhìn thấy tôi chăng cũng đoán được vấn đề nên nó cúi mặt xuống không dám nói gì. Thế là từ sau đó có khách gọi cho bà ấy là bà ấy gọi cho nhân viên luôn chứ không qua tôi. Mặc dù khá bất tiện vì bà ấy đâu có ở quán mà biết đứa nào còn đứa nào không. Vậy nên cũng chỉ được mấy ngày. Nhưng như thế, tôi biết thái độ của bà ấy đối với tôi đã thay đổi khá nhiều. Lần này cũng vậy, bà ấy gọi cho cái Hà với cái Quỳnh đi làm ở mãi đâu xa lắm. Nói chung là không còn trong phạm vi quan hệ của mình nữa. Bà ấy điều chúng nó đi khi tôi đang ở trong phòng. Đi ra không thấy hai đứa nó, tôi mới hỏi cái Hoa. Hai con xinh xinh kia đi đâu rồi em? Hoa trả lời. Nãy em thấy chị Hà bảo... Chị trên nhà gọi điện, bảo Hà với Quỳnh đi sang quận Y đi khách rồi anh ạ. Vãi lờ, cho sang mãi tận Y. Vậy mà đợt trước, bà ấy dặn tôi không được cho đi xa. Tôi lấy máy gọi luôn, bà ấy nghe tôi hỏi. Sao chị cho chúng nó đi xa thế? Lỡ xảy ra việc gì á, ai đỡ được? Chưa nói đến chúng nó mà đi á, khách đánh nữa cơ. Bà ấy nói. Giờ không đi xa, lấy đâu ra khách? Quán mới bị đập xong, chẳng ai nó động vào nữa đâu. Khách hiền thì mới cho đi, làm ăn như cậu á, nhát thế làm sao được. Tôi nghe thế, không thèm nói gì nữa. Bà này vì muốn thu hồi nhanh số tiền vừa bị đập, đâm ra làm liều. Làm ăn mỗi chỗ nó đều có luật riêng, mà chẳng cần nói đến luật. Con chim mà rời khỏi tổ, thì khả năng bị bắn rụng là rất cao. Nhưng vì bà ấy nói câu, làm ăn mà nhát chết, bla bla bla, nên tôi cũng cay cú, không muốn nói nhiều. Tôi vẫn làm theo cách của tôi,
không mạo hiểm, chậm mà chắc. Khả năng XX ở đây không đập là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng bố ai dám chắc, XX chỗ khác nó không đập cho dập mạc. Thú săn mồi nó còn phải phân chia khu vực nữa là con người. Tôi từ đó cũng không góp ý hay tham mưu cho bà chị thêm câu nào nữa. Nói ra thì lại bảo trứng khôn hơn vịt. Công nhận, chịu khó đi làm xa thì vé nhiều, tiền nhiều. Được tầm 2 tuần, thu nhập khá hơn hẳn. Đám nhân viên vui vẻ mở cờ. Bà chị mỗi lần xuống quán, nhìn tôi bằng ánh mắt khác, kiểu coi thường, kiểu tôi không có gan làm liều. Cũng đúng, tính tôi nóng nhưng không liều. Làm bất cứ việc gì, tôi cũng phải đắn đo thiệt hơn. Tôi như thế quen rồi, hai chị em mỗi người một ý. Có lúc ngồi cả với nhân viên, bà ấy than. Hai, lắm thầy thì nhiều ma. Tôi nghe cái là biết bà ấy đang đá xoáy ai. It's me chứ ai. Nhưng tôi không nói gì, vì khi đó tôi vẫn phải phụ thuộc. Nhưng thực sự, sau lần quán bị đập, tôi đã có suy nghĩ riêng của mình. Tôi chẳng từng nói làm nghề trái pháp luật thì khác gì một tay đã tra vào còng. Nhưng hiện tại tôi vẫn làm vì chưa thoát ra được. Đối với tôi, như vậy đã là quá liều rồi. Châm ngôn của tôi là cẩn tắc vô áy náy. Nói đâu xa xôi, ngày đầu tiên gặp bà chị, bà ấy chẳng nói mặt đỏ mặt đen chị lo hết rồi, cậu chỉ việc làm. Ấy rồi vẫn bị mặt đỏ nó sổ mũi. Nếu ngày hôm đó tôi không nhanh trí nhanh chân thì cái thân tôi giờ làm sao mà còn ngồi được đây. Hơn một năm qua làm cái nghề này, anh em bạn bè tôi quen biết từ chỗ bà chị cũng không phải ít. Cũng có một vài người muốn tôi làm chung với họ mấy mảng lô đề bóng đá, vì mấy ông ấy biết tính tôi cẩn thận, tính toán được. Nhưng vì chưa có vốn nên tôi vẫn phải ngập ngừng. Nhưng từ khi biết thái độ của bà chị thay đổi với mình, tôi cần phải suy nghĩ lại. Còn về phần bà chị, tại sao bà ấy không còn thấy tôi thích hợp nhưng vẫn để tôi làm? Lý do đó là bà ấy với chồng đang làm cầm đồ, con cái nhỏ. Nếu không có tôi quản lý thì thuê người ngoài còn dại hơn. Bà ấy là dân xã hội làm ăn nên cũng biết cái gì lợi cái gì hại. Nhưng cái hại to nhất thì lại không biết. Công việc vẫn êm xuôi, cho dù tôi không ủng hộ cách làm của bà chị, đó là cho người đi làm ngoài phạm vi kiểm soát. Chính vì tôi phản đối mà mọi việc lại vẫn thuận lợi, cho nên dần dần tôi cũng mất đi tiếng nói đối với bọn nhân viên. Ngày trước khi tôi làm, nói gì cũng phải nghe. Bây giờ nhiều lúc tôi bảo đi khách ở nhà nghỉ này, nhà nghỉ nọ, tụi nó còn nói: để em hỏi chị xem có khách đặt em chưa đã. Nói xong, nếu không có, chúng nó mới đi. Nghĩ cũng bực, vì nhiều lúc người ta gọi rồi. Thấy chúng nó ở nhà mình xếp đi, ai dè chúng nó bảo tí có khách của chị rồi. Đúng là cái cảnh lắm thầy nhiều ma. Nhưng tôi vẫn nhịn, dù gì thì bà ấy cũng đang làm tốt, chỉ có điều bằng mặt nhưng không bằng lòng mà thôi. Vì dạo đó làm ăn ổn, nhân viên đi làm được nhiều vé, tuy rằng có hơi xa, nên bà chị tổ chức một chuyến bay cho cả nhà tầm 15 người, bao gồm 7 nhân viên, 4 đứa nhà tôi với 3 đứa nhân viên nhà khác, mấy ông bạn vợ chồng bà ấy và cả tôi. Nhưng hôm đó tuy đã hẹn, nhưng tôi lại đi có việc với hai ông anh, nên mãi 12 giờ đêm sau khi về, định vào quán ngủ luôn, thì bà ấy gọi bảo: mọi người cũng mới chơi thôi, cậu cứ đến đi, tới sáng cơ mà, cả nhà đi cậu không đi thì không ra gì. Nghe thế nên tôi cũng gọi taxi đi. Bước chân vào phòng bay, tôi giật nảy cả mình. Mẹ nó, đang trên sàn là gương mặt thân quen, Thèn Quyết với Vũ Điệu Bổ Dưa. Nói ra thì không phải là coi thường hay khinh bỉ gì cả, nhưng thật sự nhìn cảnh đó không khỏi hoàng hồn. Chân mẹ ấy giật như kiểu cụ rùa trong phim bao công thời tôi còn nhỏ, tay thì một lên một xuống như đang giả gạo đêm. Tôi đứng ngớ người ra mất mấy phút thì bà chị lôi vào. Bay lắc mà, hốc viên kẹo vào xong thì nó tình cảm lắm. Bình thường ghét nhau như chó, nhưng có kẹo là tình thương mến thương đông đầy như bánh dày gặp bánh trưng. Thì cũng hiểu nên tôi cứ ậm ờ lắng nghe tâm sự. Ngồi vào ghế,
Bà ấy đưa tôi hai cái vạch dài màu trắng, nói: "Mọi người chơi hết rồi, cậu cứ chơi đi." Nói đoạn, bà ấy chỉ lên quả tuyết vâu. "Nhìn nó quăng như rắn mùng, vậy mà ở nhà gã không đi." Tôi cũng biết, tính tuyết vâu kiệt sĩ, nghe thấy đi chơi là sợ mất tiền. Hôm hẹn đi bay, bà chỉ bảo đi đi cho biết, thì nó giãy nảy lên: "Thôi, em không đi đâu, em ngại những chỗ đó lắm." Đến khi bà chị nói: "Mày không đi thì thiệt, có phải lúc nào chị cũng có tiền bao chúng mày đâu." Nghe đến từ bao là mắt nó sáng lên. Nhưng do nãy giờ bảo ngại không đi nên ngập ngừng. Cây Hoa mới nói: "Thôi đi đi, đi cho vui." Như đang ngứa gặp phải sét toi, nó gật đầu luôn. Nhưng giọng nói thì hơi bẽn lẽn: "Thì đi." Vãi cả lờ, vẫn không phải chê. Nhưng quả thật, có nó đi tôi thấy hơi chói rồi. Mặc dù mới chỉ là trên kế hoạch, tôi chỉ nói: "Đi chơi thì thay đổi cách ăn mặc một chút, mặc như mày đến đó người ta cười cho, nhất là lúc về, mẹ nó chắc hết hồn." Thế nên hôm đó tôi cũng chẳng máu me gì bay giấy lát. Nhìn nó quẩy như vũ điệu hoang dã, tôi quay ra nói với bà chị: "Cho nó chơi mấy viên mà gớm vậy, chắc tôi chết đấy." Bà chị nói: "Nửa viên mà đã thế này rồi đấy, cũng mới chơi thôi, tại sớm còn vào hát hò chán." Vãi, nửa viên mà nói như con điên dại, chắc nhìn nó nhảy mà mấy ông ngồi trong phòng cũng hốt hay sao á, mà ông nào cũng ngồi im. Thế là phòng này của Quý, sân chơi này cũng của Quý cả. Không cần biết thế nào, Quyết phê thì Quyết hưởng, tôi thì bà chị bị ép nóc hai viên. Hai viên thì cũng chỉ là bình thường so với tôi. Tính tôi rất lạ, chơi kẹo giàu mà không để dài đường ke thì không phê luôn. Không hiểu sao, nhưng nó thành mẹ nó thói quen mỗi khi đi chơi rồi. Mà lại còn có người lạ là một, người điên điên khùng khùng thì thà tôi âm hàng ra về, chứ không bao giờ thèm ngồi lại. Học luôn hai viên, ngồi hàng nửa tiếng không cảm giác gì. Tôi mới lấy đĩa ra, xào nấu tí muối cho đỡ nhạt. Vào sau nên phê pha nó không đồng đều, đa số lúc đó ai cũng lên hàng hết rồi. Thôi thì tự mình một góc ngồi hơ, ngồi miết thôi. Thế nào mà vừa oánh xong, đang ngồi cuộn cái ống, thì con quỷ tuyết nó dí sát mặt lại hỏi tôi: "Anh làm cái gì đấy?" Ôi, địt mẹ đời. Phòng thì ánh đèn đang ảo lòi, nhìn thấy cái mặt nó ghé vào tí á, thì tôi giật mình rơi cả đĩa ke. Tôi bình tâm, nhìn thấy mặt nó, hai viên kẹo tôi vừa đớp hết mẻ tác dụng luôn. Tôi tỉnh hẳn, nói: "Mày chơi không?" Bà chị ngồi cách đoạn, thấy thế đi lại bảo: "Cho nó chơi ít thôi, không lại sốc." Thằng Quyết mặt ngáo ngơ, không biết đấy là cái gì, nhưng bảo chơi cũng gật đầu. Thề có ông trời, địt mẹ, đời tôi chưa gặp đứa con gái nào nó xấu, mà lúc đó nó còn bê tha bệ rạc. Mồm bình thường đã veo sẵn, lúc ngáo, cái mồm nó cứ chu ra, xong méo sệt. Thôi thì cũng kể cho nó đôi lai nho nhỏ. Đưa ống cho nó, tôi bảo: "Đặt vào mũi rồi hít vào." Nó cầm cái ống cứ đứng thôi. Tôi liền nói: "Đây, mày nhìn chị chơi trước, rồi tí mày làm theo." Tôi đưa cho bà chị làm mẫu. Bà ấy lia ống cả lượt đi lẫn lượt về, sạch luôn hai lai. Mẹ nó, có thế thôi á mà thằng Quyết đứng vỗ tay tán thưởng như vừa được xem xiếc. Đến lượt nó, tôi không dám kẻ đường nữa mà dung dung thành đống nhỏ cho nó. Thấy nó cũng cầm ống cho vào mũi, một tay nó bịt mũi kia lại. Nhìn ánh đèn pin điện thoại soi vào mặt, nó không khác gì tranh đả kích. Thề chứ tả cái mặt ngãi hài nhi còn không sợ bằng mặt nó lúc đấy. Thế thì bố tôi cũng không thể phê được. Tôi cầm đĩa, nín thở chờ nó thông nốt cái đống ke nhỏ. Tưởng nãy nó chăm chú thế nào, ai dè, phì. Cái mẹ nó thở ra chứ hít dảo đâu. Nguyên cái đống tôi vừa đánh cho nó bị thổi bay tứ tung. May sao tôi có thói quen luôn đặt thẻ phía trước số ke chưa kẻ, nên không bị mất nhiều. Nhìn quả chơi ke thần thánh của nó mà tôi không nói được lời nào. Đặt mẹ cái đĩa xuống, tôi né sang một bên, lại nó ba lại. Hội đồng phê ngồi sát đó cũng nhìn nó, con mày dị tiết đồ. Tôi đưa cả đĩa ke cho bà chị, bảo: "Ca này em chịu, đấy, chị dạy nó như nào thì dạy."
Vật vã mãi, bà chị cũng cho nó chơi được hai đường. Chưa lần nào đi bay mà tôi tụt cảm xúc như hôm đấy. Mấy con kia thì chắc khóc lắm đồ, nên nằm bẹp giống một chỗ. Mấy ông bạn bà chị thì đã mỗi ông một em, chẳng thấy ai nhảy nhót gì cả. Bảo hai viên không ngắm cũng không phải. Cố ngồi uống mấy cốc nước lạnh, lấy khăn lạnh lau mặt cho tỉnh. Tầm 30 phút sau, tôi xin phép đi về. Bay nhảy mà như tra tấn cái đầu. Bên trên, mẹ Quyết vẫn một mình một ngựa, nhảy không biết mệt. Về đến nhà mới có 1 giờ 30, vẫn hơi ong ong đầu nên tôi đeo tai nghe, đi pha sữa uống. Tại vì đêm lại ở nhà một mình nên sợ chết không đi tắm. Nằm trằn trọc đến 6 giờ sáng mà không ngủ được, đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu này. Đến 7 giờ thì có tiếng xe đổ trước cửa, bố mẹ ấy đi taxi về, tôi phải ra mở cửa. Nhìn mẹ nào cũng tả tơi như băng vệ sinh dùng rồi, tóc tai rũ rượi, quần áo xộc xệch. Riêng mẹ Tuyết thì đi chân đất bẩn như xịt, nó lảo đảo đi vào nhà, mồm thì vẫn nhai. Không rửa chân tay gì, nó phi vào phòng, lên giường nằm luôn, nhìn phát sợ lên được. Nhìn cảnh này, tôi đoán đúng cái cảnh đi bay xong về, nhìn như móc từ dưới cống lên. Bà chị nhắn tin bảo tôi, sáng nay cho chúng nó nghỉ nhé cậu, tối hãy làm. Tôi nhắn lại, không nghỉ thì cũng làm được khối, mà tối chắc gì đã làm được. Riêng cái bọn bay lát này, nó có cần ăn đâu, nên hôm đó tôi nhàn không phải nấu cơm. Ba đứa Hoa, Quỳnh, Hà thì dậy từ tầm 3 giờ chiều, lai nhau đi ăn mì ăn cháo ở đâu đấy. Riêng con Vêu, nó ngủ đến 7 giờ tối mới dậy, mà dậy xong còn không chịu đánh răng rửa mặt, cứ nằm dài ở ghế, xong tay quẩy lên quẩy xuống, nhìn nó như con bọ gậy. Cái Hoa mới nói, dậy đánh răng rửa mặt đi, nằm nhìn xấu phát kinh lên được. Ấy thế mà nó ngáo ngơ bơ lạc, không thèm quan tâm, nằm phả hơi ra khắp nhà, phải nói là tởm. Bọn kia thì trang điểm xong xuôi rồi, đúng lúc đó thì có khách. Một ông đi vào hỏi nhân viên, tôi đi ra tiếp. Nhà còn 3 người anh ơi, anh đương ai thì chọn. Khách mới chỉ vào Tuyết Vâu, hỏi, em này bị sao mà người cứ giật giật thế này? Chẳng lẽ bảo nó bị điên? Thôi thì tôi cũng nói thật, hôm qua nó đi chơi nên vẫn âm hèn anh ạ. Đây còn 3 em xinh tươi đây bác. Khách nghe thấy thế cũng hơi hốt, quay mẹ đích đi thẳng. Ba đứa kia nó bực, nó mới giật mẹ tai nghe của con Tuyết ra, chửi cho một trận, bắt đi vào nhà. Nhưng khổ, khách mở hàng không đi thì xác định cả tối hãm lờ. Y như rằng, tối hôm đó không có khách. Bà chị gọi điện xuống hỏi có khách không. Tôi trả lời, cho đi bay xong, về nằm đây đuổi mẹ nó khách đi rồi đây này. Bà chị nói, ừ thì lâu lâu cũng phải đi chơi tí. Cũng may là bà ấy còn hiểu, nhưng đâu biết sau một cái đám cưới là một cái đám ma. Tính ra thì bà ấy cho nhân viên đi làm xa, đến hôm đi bay là cũng được tầm tháng. Không phải nói gì, nhưng mỗi lần chúng nó đi làm ở khu vực khác, tôi thấy lo vô cùng. Cũng từ đợt đó làm ở xa, là bà chị tự mình điện cho nhân viên, chứ không qua tôi nữa. Trưa hôm đó ăn cơm xong, thì bà ấy điện cho cái Quỳnh với cái Hà, đi sang khu vực quận XX làm khách giá cao. Vì ban ngày, bà ấy đều nhân viên, nên tôi cũng nhàn. Cơm cháo xong, lắm hôm tôi bảo chúng nó tự đi làm, tự trong quán, còn tôi lang thang đi đá pizza. Thấy cái Quỳnh với cái Hà bảo đi làm mãi XX, nên tôi bảo cái Hoa trong nhà rồi đi chơi. Phải nói là hôm đó tôi may mắn. Đang ở quán pizza, thì tầm 2 giờ 30, cái Hoa gọi điện. Anh ơi, có công an vào nhà hỏi chị. Đoán chuyện chẳng lành, tôi hỏi luôn. Thế đi chưa? Có hỏi anh không? Cái Hoa nói, không anh ạ, họ chỉ tìm chị thôi, vừa đi xong anh ạ, họ nói họ là XX ở bên quận XX, bắt được 2 đứa nhà mình bên đó. Cái Hoa nói thêm cũng không khai tôi ra, vì họ cũng chẳng hỏi, mà có khai thì tôi cũng không ở quán. Hơn nữa, tôi cũng chẳng liên lạc gì với nhà nghỉ bên quận XX cả, nhân viên cũng không phải do tôi điều đi. Nhớ ngay đến bà chị, tôi gọi nhưng không nghe máy. Nhắn tin thì bao lâu sau bà ấy mới nhắn lại là chị đi trốn rồi, mới vụ kia xong nếu nó bắt được thì tù chắc. Tôi hỏi,
Thế chị đi từ bao giờ? Mà ai báo? Bà ấy nhắn. Biết tin từ 1:30. Lúc 1 giờ, hai đứa kia vào phòng được một lúc thì XX ập vào. Nhà nghỉ nó nhắn tin luôn. Nhìn quả 1:30 là tôi hiểu ra vấn đề. Đúng là đi xem bói, người ta nói tôi không có cung tù. Đến hôm nay, tôi mới thấy mình may mắn. Tôi nhắn lại. Thế mà chị không nhắn cho em được một câu nhỉ? Xong bà ấy nhắn lại. Nào là dội, nào là sợ. Nhưng tôi đọc xong, không nhắn lại nữa. Vì tôi chẳng liên quan gì. Thêm nữa, không phải là XX chỗ tôi, nên tôi cũng không sợ lắm. Tôi vẫn về quán lấy quần áo, lấy tiền. Cũng không nhiều, vì dạo đấy bà ấy ngày nào cũng xuống lấy tiền. Xong xuôi tôi dặn cái Hoa. Chị trốn rồi, em với cái Tuyết ở đây thì ở, không thì về. Nhưng đợt này chúng mày làm tiền á chị cầm cả, anh không thanh toán được. Không thì cứ ở đây, đợi chị giải quyết xong rồi về nói chuyện. Tạm thời anh cũng không ở nhà. Tự nhiên lúc đó tôi nghĩ căm cả bà chị, cả bọn nhân viên vô cùng. Thay làm được tí thì thái độ ra mặt với tôi. Mẹ nó, giờ cho chết. Tôi lấy xe đi lên nhà ông anh rể, định trả lại nốt số tiền còn lại trong két. Nhưng không hiểu sao đi được nửa đường, tôi lại quay lại. Vào nhà, thay hai chị em con Hoa mặt mũi thất thần, không biết đi đâu về đâu. Tôi nói, chắc lại trốn mấy ngày rồi về thôi. Thôi thì cứ ở đây như bình thường, không đi làm là được, không phải sợ. Lúc đó bà chị cũng nhắn tin cho tôi. Cậu xem giữ bọn nhân viên ở lại, không chúng nó về hết. Tôi nhắn lại mỗi câu. Vâng. Ngay từ lúc bà ấy không thông báo cho tôi việc nhân viên bị bắt, là tôi thấy tôi phải bỏ ngay cái công việc này. Nhưng vì nghĩ cho bọn nhân viên, nên chưa phải lúc. Đúng là chỉ khó khăn, người khác mới nhớ đến mình. Ngày hôm sau, cả ngày bà chị tắt máy, gọi không được, nhắn tin không trả lời. Tầm khoảng 11 giờ trưa, khi tôi vừa nấu cơm cho hai chị em Hoa Tuyết xong, thì có ba anh công an đi vào nhà. Một anh khu vực, còn hai anh kia thì không phải công an ở đây. Anh khu vực hỏi, chị ABC có nhà không em? Tôi với anh khu vực thì cũng chẳng lạ gì nhau rồi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh trả lời. Chị ấy ở nhà to trên phố cơ anh ạ, mấy hôm nay không thấy xuống. Một anh công an khác nói, chào em, bọn anh là công an ở quận XXX, đến đây tìm chủ nhà này là chị ABC, em biết chị ấy ở đâu thì nói cho bọn anh biết. Tôi lại phép nói, dạ, em thật sự không biết anh ạ, đây, số điện thoại gọi giờ còn thuê bao. Anh công an hỏi tiếp, thế em là quản lý quán này à? Tôi trả lời luôn, không ạ, em là hàng xóm, sang trong nhà hộ thôi, nhà em ngay bên kia đường. Nói thật là công an họ hỏi vậy thôi, chứ sao không biết tôi ở đây làm quán. Nhưng khổ cái, hai đứa kia bị bắt ở quận XX chẳng liên quan gì đến tôi cả. Mà kể cả nó có khai tên tôi ra thì cũng không phải tên thật. Sau lớp nhân viên đầu bỏ đi khi quán bị đập, từ sau vụ đó nhân viên mới xuống, tôi đều giới thiệu mình với một cái tên khác. Còn nữa, người gọi nhân viên đi sang quận XX là nhà nghỉ bên đó. Mà nhà nghỉ họ gọi cho bà chị tôi, chứ cũng chẳng gọi cho tôi. Trực tiếp điều người đi sang quận khác làm cũng là bà ấy. Thế nên công an khu vực khác đến đây tìm, thì cũng phải tìm cho đúng người. Hơn nữa, mục đích ban đầu họ đến đây hôm nay cũng chẳng phải tìm người nữa. Hôm qua đến tìm cô thấy đâu. Người trốn con mẹ nó rồi còn gì. Anh công an còn lại đưa tôi một tờ giấy, rồi bảo, nếu em có gặp ABC thì thông báo hộ bọn anh rằng nếu phải đến đây lần thứ ba thì khi đó sẽ phát lệnh truy nã. Nghe căng hơn dây đàn, tờ giấy trên tay tôi đang cầm là giấy triệu tập. Mặt trước viết thư kiểu giấy mời, mặt sau thì in những dòng đại khái như, mày mà không lên thì đừng trách bọn tao ác. Xong xuôi, hai anh công an quận XX ra xe đi về trước. Anh khu vực chăng được điều đi làm hướng dẫn viên nên đi xe máy về sau. Hai anh kia đi khỏi thì anh khu vực mới chửi tôi. Mẹ nó, làm xung quanh đây còn không hết việc, còn lôi nhau sang bên kia làm gì? Mà mày ghen nhỉ, không trốn mà. Tôi vội giải thích. Có phải em cho đi đâu,
Em mà cho đi thì giờ sổ khám rồi. Hôm qua em cũng hỏi nhân viên rồi. Vụ này không liên quan đến em. Kể cả có thu điện thoại em thì cũng chẳng có cuộc gọi nào từ nhà nghỉ bên quận XX cả. Hơn nữa em ở đây không dính dáng gì, sao bắt em được? Các anh mà bắt thì đúng, em chịu. Anh Khu giật chép miệng. Mới bị vụ lần trước xong, giờ mà không lo nhanh á là đi chắc đấy. Bọn bên kia nó vòi tiền ác lắm, bảo chị mày á lo mà chạy chọt đi. Tôi gật đầu rồi nói, em giờ cũng chưa liên lạc được với bà ấy. Em cảm ơn bác, cái này thì do mình thôi. Bảo rồi, đâu có nghe. Anh Khu giật lên xe phóng đi mất. Tôi lắc đầu cầm tờ giấy vào trong phòng, chụp lại mặt trước mặt sau. Tôi gửi tin nhắn vào cái số lạ hôm trước bà ấy nhắn tin. Lúc đó thì tin nhắn đã nhận, bà ấy gọi lại cho tôi luôn. Alo, thế công an có nói gì không? Tôi trả lời, họ bảo nếu đưa tờ giấy này đến lần thứ ba thì phát lệnh truy nã. Thế chị lo chạy cửa nào rồi? Mà đang ở đâu vậy? Bà ấy nói, giọng hơi ngập ngừng. Ừ, đang nhờ một ông anh xã hội. Ông ấy làm ăn bên quận XX, cũng quen biết công an bên đó. Chăng phải 2-3 hôm nữa mới có kết quả. Chị đang ở Hà Nội. Đúng lúc đó, có giọng trẻ con phát ra trong điện thoại, kèm theo là một giọng nữ khá quen thuộc. Nghe thấy thế, tôi đoán ngay, bà ấy không phải ở Hà Nội, mà vẫn ở xung quanh đây. Chỗ chị em thân thiết của bà ấy, ai có con nhỏ chỉ tầm 3 người. Ngay cả khi tôi vẫn mạo hiểm ở nhà giữ chân nhân viên, lo liệu quán xá, mà bà chị vẫn có thể nói dối một cách trắng trợn. Chẳng lẽ bà ấy nghĩ tôi sẽ khai với công an à? Nực cười, tôi định tắt máy, thì bà ấy nói thêm. Cậu cứ mở quán cho hai đứa kia làm bình thường nhé, không sao đâu. Nghe đến câu này thì đúng vải cả chim én. Quán thì đang đạt trong tình trạng báo động. Công an viếng thăm như chăm người bệnh mà vẫn đòi làm bình thường. Trên thực tế thì bà ấy nói cũng đúng. Ở khu vực địa bàn lo lót tốt, vì thế vẫn có thể làm thoải mái, vì bị bắt là ở quận khác. Tuy nhiên, dạy gì giặt áo cho người xem lưng. Nghĩ đâu xa, người có máu làm ăn lớn, có cơ cánh, có quan hệ như bà chị, mà giờ cũng đang đi trốn, nói gì cái thân còn nhỏ bé như mình. Tôi trả lời, dân, em vẫn làm bình thường chứ, mỗi tội chẳng có khách, mà nhân viên nó cũng sợ, em mà có tiền thanh toán cho là chúng nó cũng về rồi. Nói xong, tôi tắt máy, tiện thể đi vào phòng, tôi nói với hai đứa nhân viên. Quán nghỉ nhé, hai đứa ăn uống xong, thích ngủ nghỉ thì nghỉ, mà thích đi đâu chơi thì đi, khách gọi cũng không đi làm. Đứa nào tự ý đi làm mà bị bắt, tao không chịu trách nhiệm. Bao giờ chị về, ok thì làm tiếp. Cái Hoa thì sợ, nó nói, thôi, em chỉ ở trong nhà thôi, không đi đâu cả. Thế bao giờ thì hai đứa kia được về hả anh? Tôi cũng trả lời thật luôn, chưa tóm được chủ thì bọn nó chưa được thả đâu. Bây giờ chị phải chạy được, hoặc ra đầu thú thì nó mới thả nhân viên. Chắc tầm 2-3 hôm nữa. Tao thấy chị bảo thế, đi xa thì phải chấp nhận thôi. Xong đợt này, tao cũng không làm nữa. Nói xong, tôi đi vào phòng nằm nghe nhạc. Nằm suy nghĩ, tôi sâu chuỗi lại mọi việc và tự cảm thấy mình may mắn khi vẫn còn nằm ở đây. Rõ ràng, bà chị tôi luôn được thông báo tên đầu tiên, nhưng chỉ khi bà ấy té xong hoặc tôi hỏi thì bà ấy mới trả lời về mấy mối nguy hiểm. Lần trước thì do tôi nhanh chân té khẩn, lần này cũng do may mắn không có ở nhà. Lần trước thì nguy hiểm hơn, vì tôi là người điều nhân viên đi làm. Hơn nữa, tôi mới làm ở đây chưa được bao lâu, cộng với quán bị đập là do chính công an ở đây bắt. Họ thừa hiểu có bắt được tôi cũng chẳng ra tiền, có chăng chỉ thêm một thằng ăn hại nhà nước. Thế nên, dù tôi là người điều nhân viên, nhưng chẳng anh công an nào quan tâm cả. Họ chỉ nhầm vào người có tiền là bà chị. Còn lần này tôi không liên can, đồng thời là công an của quận khác, cho nên tôi cũng không có gì là đáng ngại. Tuy nhiên, tôi vẫn phải cảm ơn bọn nhân viên. Có thể là do tôi đánh trúng tâm lý, có thể là vì chúng nó biết nghe lời. Ngay từ khi bắt đầu làm một mình, câu đầu tiên tôi nói với nhân viên đó là, nếu chẳng may bị bắt, các em cứ khai bọn em là nhân viên chị ABC, chị quan hệ rộng trong nghề này,
Ở đây lại có tiếng tăm, nói tên ai cũng biết. Thế nên bọn em nói tên chị, thì công an ở đây họ biết họ sẽ thả ra. Chứ bọn em mà nói tên anh á, thì chẳng ai biết anh là ai. Thế thì đi tù chắc. Nhân viên cũ thì đồng tình, vì những gì tôi nói là quá chuẩn. Nhân viên mới tôi cũng nói thế. Cái kiếp đi làm gái, sợ nhất là bị bắt. Chính vì thế, khi nói đến giải pháp an toàn khi bị bắt, thì đứa nào cũng nhớ như in. Đó chính là lý do mà lớp trước, lớp sau, nhân viên bị bắt, tên tôi chẳng bao giờ bị đả động. Tôi thầm cười nhếch mép, vì những gì mình lo xa không phải là thừa. Nhưng cảm giác bị người mình tin tưởng, có khả năng là bán mạng cho giàu chồng, công nhận là khó nuốt. Dù sao thì, tôi cũng đã chán cái cảnh làm cái nghề này lắm rồi. Mất tự do, chẳng đi được đâu, trong khi tôi là người thích bay nhảy, khám phá. Đang suy nghĩ thì có tin nhắn của thằng bạn hỏi có rảnh không. Tụi nó tổ chức đi leo núi, nhưng cái đại tiện tôi đồng ý luôn. Cả ngày hôm đó chẳng làm ăn gì, tôi cũng chẳng buồn nhắn tin hỏi han bà chị thế nào. Tính tôi rất đểu, quý ai thì hết mình, ai giúp mình thì mình biết ơn suốt đời. Nhưng chỉ cần tôi biết được họ có ý đồ không tốt, thì tôi thái độ thẳng căng luôn. Với bà chị cũng vậy, người thân mà toàn chơi nhau, kiểu đưa mày vào vòng nao ní là không ổn rồi. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm, lấy xe đi tụ tập với bọn bạn cho thoải mái đầu óc. Ở nhà nằm cũng không giải quyết vấn đề gì. Cái Hoa thấy tôi đi thì hỏi: anh lại đi đâu à? Thế hai người kia sao hả anh? Nhìn mắt nó thâm quầng, mà giờ mới có 7 giờ sáng. Cả đêm qua chắc nó không ngủ. Nó sợ vì đây là lần thứ hai nhân viên bị bắt. Nó lo cho cái Quỳnh vì nó là người gọi cái Quỳnh xuống đây làm. Nó nhớ lần trước cái Trang, cái Dung bị bắt. Khi Dung được thả về, có kể bị công an tát cho mấy cái vào mặt. Ngày nào nó cũng hỏi tôi tình hình hai đứa bị bắt. Tôi trả lời: anh đi tối về thôi. Hai chị em ở nhà, trong tủ lạnh có thức ăn. Muốn ăn gì thì tự nấu. Còn chuyện kia, giờ phải đợi thôi em. Anh cũng chưa biết thế nào. Nhưng chị bảo lo được rồi. Chăng hai ba hôm nữa là về. Mày cứ ăn ngon ngủ kỹ đi, không phải lo. Nói dối nó thế thôi, chứ tôi biết không có người đỡ thì lo được khối. Có được thì cũng phải mất kha khá. Lần trước mới 5 lít xong, lần này chưa biết bao nhiêu, chủ còn trốn không tin tức nữa là. Sau đó tôi đi, tầm trưa, đang leo núi học hơi, lưỡi lè ra thở như cờ hó, điện thoại tôi reo, cái Hoa gọi. Alo, anh ơi, mấy anh công an hôm qua lại đến. Tôi vội trả lời, vừa nói vừa thở. Thế mấy anh ấy nói gì? Hoa tiếp. Cũng như hôm qua anh ạ. Họ bảo em ký giấy gì đấy, xong lại đưa tờ giấy triệu tập, còn dặn đây là lần thứ hai rồi nhé. Tôi bảo nó chụp ảnh tờ giấy gửi cho tôi. Đúng là giấy triệu tập giống lần trước, nhưng thêm số 2. Tôi gửi ảnh cho bà chị, nhưng không thấy đọc. 8 giờ tối tôi về đến nhà, vừa tắm xong thì bà chị gọi điện. Bà ấy nói: lo liệu xong hết rồi nhé, mất 200 triệu. Ngày mai chị về. Tôi nghe thấy thế cũng mừng, hỏi luôn: thế nhân viên bao giờ thì về hả chị? Bà ấy trả lời: nhân viên thì chắc mai, phải lấy được tiền xong thì nó mới thả, bảo các em cứ yên tâm. Tôi tắt máy, định ra thông báo với cái Hoa, thì thấy nó đang ngồi xem tivi. Thấy tôi, nó nói luôn: chị bảo mai là nhân viên được về anh ạ. May quá, không thì em không biết làm sao với cái Quỳnh. Ra là bà ấy đã gọi điện báo cho bọn nhân viên. Tôi cũng cười, rồi bảo: chắc sau này không dám đi đâu xa nữa nhỉ. Mai hai đứa kia về, tha hồ chuyện để mà kể. Cái Hoa cười gượng gạo: từ giờ em không đi đâu ra khỏi khu mình đâu, sợ lắm rồi. Đúng là tham thì thâm. Bà chị nói tôi là không có máu liều, nhát gan thì làm ăn sao được. Giờ thì mọi việc chứng minh ai sai ai đúng. Tôi tính mai mà bà ấy về, tôi sẽ xin nghỉ không làm cái nghề này nữa. Đôi khi còn tốt qua xong
thì mới thành tướng, nhưng không qua được xong thì vẫn mãi là con tốt thí mà thôi. Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.